xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 18:30 chiều thứ Tư ngày 17 tháng 5 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai sẽ đồng hành cùng quý vị trong 10 phút tới đây cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã về trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 cho một số đảng viên tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại thị xã Mỹ Hào, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên Nguyễn Mạnh Tố, chi bộ tổ dân phố Trên, Đảng bộ phường Dị Sử; Phạm Thanh Đồng, chi bộ tổ dân phố Bần và đảng viên Hoàng Hãn, chi bộ tổ dân phố Cộng Hòa, đảng bộ phường Bần Yên Nhân. Tại huyện Văn Giang, đồng chí trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Trần Trương, chi bộ công ty cổ phần Việt Hưng, đảng bộ huyện Văn Giang. Tại các điểm đến trao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các đảng viên và gia đình. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã về trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Thế, 97 tuổi, sinh hoạt tại chi bộ Nại Khê, đảng bộ xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử. Đảng viên Nguyễn Đức Thế nguyên là chủ nhiệm hợp tác xã Tiên Tiến. Tại lễ trao huy hiệu đảng, đồng chí Trần Quốc Văn chúc đảng viên Nguyễn Đức Thế luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đảng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân có đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2023. Theo đó, thành lập các tổ lưu động đến các địa phương làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân. Với phương châm làm hết việc, không hết giờ, phát huy tối đa vai trò của lực lượng công an ở cơ sở, cán bộ chiến sĩ đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để ra soát, thu nhận hồ sơ, đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân cho những trường hợp người già, người tàn tật, đi lại khó khăn. Tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2023, lực lượng công an đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đạt 99,3%, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt trên 63% và là địa phương đứng thứ hai trên cả nước về tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Hưng Yên có trên 15.400 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, gần 88% thí sinh vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa xét vào các trường đại học cao đẳng, 9,2% thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Số thí sinh chọn tổ hợp môn khoa học xã hội chiếm đa số với gần 11.000 em, chiếm khoảng 70% thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh chọn tổ hợp môn khoa học tự nhiên là hơn 4.000 em. Tỷ lệ này tương đương với những năm trước và cũng là xu hướng lựa chọn của thí sinh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bởi theo nhiều giáo viên và học sinh, bài thi khoa học xã hội dễ dàng kiếm điểm hơn khoa học tự nhiên. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa có tờ trình mới về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT 2% theo nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội khóa 15. Theo đó, sẽ có một số nhóm hàng không được giảm 2% thuế VAT như đề xuất ban đầu. Cụ thể, những nhóm hàng không được hưởng mức giảm thuế VAT về 8% gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hiện nay, mực nước tại 11 trên 47 hồ thủy điện lớn trong cả nước đã về mực nước chết hoặc gần mực nước chết. 12 trên 12 hồ thủy điện lớn ở miền Bắc có lưu lượng nước về hồ rất kém. Trước thực trạng này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN kiến nghị các tỉnh thành sử dụng điện tiết kiệm. Trong đó, EVN kiến nghị các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10% so với cùng kỳ, các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ. Riêng các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 50% so với cùng kỳ. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời và ban đêm, sẵn sàng cắt giảm nhu cầu dùng điện khi có thông báo trong trường hợp thiếu điện. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức kiểm tra công tác phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội tại huyện Văn Lâm.
Huyện Văn Lâm hiện có 3 khu cụm công nghiệp, 1 trường đại học, 1 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp và 5.000 học sinh sinh viên. Trên địa bàn huyện cũng có hàng trăm nhà nghỉ, quán karaoke, hàng nghìn phòng trọ và trên 26.000 đối tượng làm thuê. Chủ yếu là người vùng cao, dân tộc thiểu số, dẫn đến tình hình an ninh rất phức tạp. Trước thực trạng đó, huyện Văn Lâm đã tăng cường công tác kiểm tra, quản lý địa bàn và quản lý đối tượng nghiện, sử dụng ma túy trên địa bàn huyện. Từ đó đưa ra nhiệm vụ trọng tâm, phương án thực hiện trong thời gian tới. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, mỗi tháng có hàng chục ngàn tấn gà thải loại được nhập lậu qua biên giới vào nước ta. Đây là một trong các nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm các chủng virus cúm gia cầm và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác vào Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi gia cầm trong nước. Trước thực trạng đó, ngày 4 tháng 5 năm 2023, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã gửi văn bản cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các địa phương tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới và các sản phẩm chăn nuôi tạm nhập tái xuất vào Việt Nam. Tuy nhiên, để tình trạng trên không tái diễn, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam đề nghị các bộ ngành cùng các địa phương thường xuyên liên tục tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vận chuyển buôn bán trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, giám đốc điều hành OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT thừa nhận cần phải có quy định về trí tuệ nhân tạo và việc lạm dụng nó cho mục đích xấu. Tại phiên điều trần này, các nhà lập pháp Mỹ đã nhấn mạnh nỗi sợ hãi sâu sắc của họ về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Họ cho rằng trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là các thí nghiệm mà nó đã hiện hữu, không còn là những điều tưởng tượng của khoa học viễn tưởng. Giám đốc điều hành của OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT, ông Sam Altman thừa nhận có những rủi ro từ AI. Theo ông, AI có thể được sử dụng để can thiệp vào các cuộc bầu cử. Người đứng đầu OpenAI gọi đó là một điều đáng lo ngại và cho rằng việc quản lý AI là điều cần thiết. Một đầu bếp người Nigeria đã dành 100 giờ không ngừng nghỉ để chuẩn bị các món ăn. Nỗ lực này đã được đền đáp bằng kỷ lục Guinness về thời gian nấu ăn lâu nhất từ trước đến nay của một cá nhân. Cô Hinda Bassi, một đầu bếp ở thành phố lớn Lagos, đã khiến cả đất nước Nigeria tự hào với màn biểu diễn của mình. Đầu bếp 27 tuổi đã chế biến nhiều món ăn địa phương và nước ngoài, từ cơm đến mì ống và akara, một món ăn được làm từ bột đậu. Xuyên suốt quá trình lập kỷ lục, cô đã ra mắt 55 công thức nấu ăn riêng với khoảng 100 bữa ăn được thiết kế kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp ẩm thực của Nigeria. Kỷ lục nấu ăn lâu nhất hiện nay được nắm giữ bởi đầu bếp người Ấn Độ Lata Thondon với khoảng thời gian là 87 giờ 45 phút vào năm 2019. Nỗ lực của Bassi cần được xác nhận bởi quan chức của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness trước khi nó có thể được công bố chính thức. Tại thành phố Santos, Brazil, lăng mộ của vua bóng đá Pelé vừa mới chính thức được mở cửa cho người hâm mộ vào để tri ân và tưởng nhớ đến ông. Linh cữu của Pelé được đặt trang trọng trong một căn phòng mà tường bao quanh là các khán đài, cùng với đó là tiếng cổ vũ không ngừng. Sàn của lăng mộ cũng là một thảm cỏ nhân tạo xanh mướt. Ban quản lý lăng mộ giải thích rằng họ muốn thể hiện dù đã ra đi nhưng hình ảnh của vua bóng đá Pelé đang thi đấu trên sân cỏ sẽ còn tồn tại mãi mãi cho mỗi người hâm mộ bóng đá thế giới. Lăng mộ này được mở cửa tự do nhưng những người tới tưởng nhớ phải đăng ký qua website và đặt hẹn trong thời gian từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Những ngày gần đây, người dân và du khách ở Trung Quốc đang tìm đến thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông để thưởng lãm vẻ đẹp của biển hoa mẫu đơn tại lễ hội hoa mẫu đơn quốc tế diễn ra tại đây. Những cánh đồng hoa mẫu đơn nhiều màu sắc đang thu hút du khách ở khắp nơi đến với Hà Trạch để thưởng lãm. Rất nhiều người tản bộ giữa những luống hoa và chụp ảnh để lưu lại những trải nghiệm tuyệt vời ở nơi đây. Hoa mẫu đơn tượng trưng cho phúc lành và tài lộc, được xem là quốc hoa của Trung Quốc. Nhờ có khí hậu ôn hòa, thành phố Hà Trạch thích hợp để phát triển nghề trồng hoa mẫu đơn và được biết đến như quê hương của loài hoa này. Nơi đây có hơn 1.280 giống hoa mẫu đơn với 9 màu sắc và 10 dạng cánh hoa đặc trưng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.